Giờ giờ là để tôi ca lại cái bài ca Nắm Tay Nhau nha, Tiến Dũng nè. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui mối vui. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui mối đều. Cùng nhau mua xung quanh này, cùng nhau mua cùng vui nè, Tiến Dũng. Cùng nhau mua cùng cùng nhau mua xung quanh này, vui cùng vui mối đều. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau mua vui. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau không chửi nhau nữa rồi. Nữa già cô Lan hay lúa lên khóc lóc khóc lóc. Bây giờ khóc cho vơi đi những tội tình, khóc cho vơi đi những nhục hình. Đời lan lúa chỉ cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Tôi nghe bà khóc dữ lắm nha quý vị. Rồi, khóc cho vơi đi những tội tình vơi được không? Bây giờ sao cái niềm tin? Đừng có nói cái niềm tin của những cái người mà em Thiền Am. Lan lúa với lại Duyên Mai với Tán Trần coi bây giờ cái niềm tin của những người trong Thiền Am có còn nữa hay không đối với Tố Nga và Lan Lúa và Tán Trần. Bây giờ đừng có thể là Lan Lúa không cần đến cái đám khán giả, cái đám fan, cái đám này, cái đám nọ. Nhưng mà đừng có nói Lan Lúa và Tố Nga không cần cái niềm tin của những người trong Thiền Am nha. Những người đó bây giờ người ta sợ Lan Lúa như là sợ cọp. Thưa quý vị, thấy bóng dáng Lan Lúa là người ta trốn hoặc là người ta giấu. Nó hỏi là biết ta nha lai không? Dạ em không biết. Có cái giấy bà giấy có cái giấy ủy bà nha em? Dạ không có. Dạ em không biết, không biết. Nội thứ là không biết, không biết. Bởi vì sao? Cái niềm tin đã đánh mất. Và năm nay 60 mấy 70 tuổi đời là chị Lan Lúa, nhìn lại đi, danh dự uy tín của mình đã xây dựng lên bao nhiêu chục năm, bây giờ sao? Chỉ cần không biết nghĩ suy, nghe lời của sao của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ra lệnh diệt đứa này, ra lệnh diệt đứa kia, rồi nói là chỉ có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bậc công thần của Thiền Am. Trong khi... giờ giờ là để tôi ca lại cái bài ca Nắm Tay Nhau nha, Tiến Dũng nè. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui mối vui. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, vui cùng vui mối đều. Cùng nhau mua xung quanh này, cùng nhau mua cùng vui nè, Tiến Dũng. Cùng nhau mua cùng nhau mua xung quanh này, vui cùng vui mối đều. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau mua vui. Nắm tay nhau, bắt tay nhau, ta cùng nhau không chửi nhau nữa rồi. Như vậy thì Lan Lúa phải tự soi mình, không cần soi mình xem có phải là thành phần mê chuối. Cái gì giống như Lan Lúa đã từng nói không? Đã từng nói là các chị cứ xem lại mình đi. Mình có phải là thành phần mê chuối? Mình có phải là thành phần mê dưới leo không? Không phải nha. Tự soi lại mình coi. Bây giờ khi mà mình theo bè, theo phái, mình chà đạp hết người này tới người nọ. Rồi bây giờ mình ôm Tố Nga mình khóc. Tố Nga thì trả tiền lại cho tôi đi. Trời ơi, tại sao các người lại dám cười? Hai người nhìn nhau đọc tin nhắn của tôi mà cười. Tôi đau lắm. Tôi đau từ trong bụng. Tôi đau ra đời. Tôi chỉ biết thương người mà thôi. Toán ơi. Được chưa? Rồi cái cô kia thì khóc cái kiểu... khóc cái kiểu... Ô, tôi có làm ảnh hưởng không vậy? Còn cái cô kia thì nghe một người xem là diễn tả là cũng khóc, rồi cũng dùng cái đùi dẻ để hỉ mũi cái rột, cái quăng cái đùi dẻ quăng bên, xong rồi cái hồi cái mũi chảy ra cái lụm ngay cái đùi dẻ để hỉ cái rột, cái quăng quăng bên. Bây giờ khóc chi nữa em, lăn khóc đi, lăn khóc nữa đi, lăn khóc để rồi quên một cuộc tình buồn. Rồi.